Thôi thì đánh mà được. Một người còn chả đánh nổi ở đây còn hai người. Yên tâm, tao không đánh mày đâu. Để chị bảo thằng ở xuống nó dạy em vỗ. Được, duyệt luôn. Thằng mắt rưỡi, à cái con bé mắt rưỡi. Không phải tự nhiên lên cơn phản. Tội không ngủ được có thế. Sướng nhỉ. Dù em không nghỉ điện thoại nhé. Nhưng mà đi về mệt. 10 rưỡi em đi ngủ rồi. Mà mặc dù 10 rưỡi tắt điện thoại nhưng mà không ngủ. Đú. Em nhà chỉ có cái gương nhỏ nhỏ thôi như thế này thôi. Mà nó lịch mặt đã mà. Xoay gương ở nhà chả thích biết thâm nào. Hay là do ánh điện mình đứng ở dưới cái bóng điện nữa nó sáng thế. Chắc thế. Mình đứng xa xa như này. Ủa, mặt mình này trắng mà nó thâm. Ra soi gương xe máy. Ui. Kinh lắm, đừng soi gương xe máy cô ạ. Gương xe máy. Bắt hãi. Sự thật bao giờ nó cũng ừ. Nên chấp nhận hai con người hai làn da khác nhau. Cái gì đấy? À ăn gì đấy? Cho đấy ở mồm á. Không cho mồm nhá, chứ cổ không nó hỏng đấy. Cứ tha thúi nó chơi nhỉ. Trời ơi, không có. Bây giờ chấp nhận sống sẵn như vậy. Không ai chơi vậy. Chưa cả ấy nữa. Chưa cả sức nữa. Đi gì nhỉ? Đi mày. Đi bóp mày. Em với size S vẫn còn rộng. Mình mặc cái gì? Em mặc size S vừa. Em mặc size S vừa size M hơi rộng. Đúng rồi, tao cũng mặc size M rộng. Size S thì vừa in thôi. Như chiếc váy hôm qua của em cũng thế. Size S chị phải không? Nhưng mà quần bò này phải mặc size M. Quần bò chị vẫn mặc size S được. Sẽ thì hơi bó ấy. Quần bò bó thì phải mặc size M. Quần bó kia thì mặc size S. Size S cũng rộng thùng thình. Ừ, sao quần nó rộng thế. Kiểu nó theo form. Trước chị cũng mua. Giờ chị mua quần bò chị xét xa nhà chị Mèo mua. Nhà chị Duyên mua. Quần 300 một cái nhưng mà mặc thích hợp. Tiền này của đấy chị ạ? Đúng thế. Cứ bảo không phải ấy. Người ta cứ bảo là đắt thế nọ, đắt thế kia. Nhưng mà nó đã đẹp không? Là Tết mình thấy ngậm ngùn mua 2 cái. Tiền này của đấy. Thừa rồi. Nó tự ngã thế, nó không đau đâu. Nó lại còn sướng. Nhiều quá nó cứ bắn lên thế. Bye.
chẳng có bộ quần áo ra, bố ra ngồi đây nó lại như bố mẹ. Vừa tưởng hoàn hảnh. Nhà chị phơi ở sân đúng không? Nhà chị có cái máy to lắm. À. Để gần bị bóng. Nhà tiếng xe biết ai nha. Thật đi xe có cảm giác gì đó nó sắp rụng lên mệt lắm mà chị còn đi xe nhà ấy nhỉ. Không hiểu sao đi xe với không vẫn mệt nhỉ. Chị ngồi thôi cũng mệt. Em ơi thế mà anh Hưng ơi, anh lên xe anh có thể ngủ, anh có thể gáy. Chị phục anh ấy. Mình chằn chằn. Chồng chị như thế cơ mà. Dễ chịu. Đã ở trước Tết thì đi bị ăn về 7 cân. Chỉ được mấy hôm vợ ơi lại 80 cân rồi. Xong rồi bây giờ hỏi bao nhiêu? 82, không lúc 83. Ừ. Đợt lấy vợ có 70 cân, lấy 3, 70. Thế mà lấy xong tăng hẳn hơn chục cân. Chị cho em xin bí quyết. Thường như ai lấy vợ đều béo à? Thật á? Thật á? Ừ. Để tao xem thằng kia nó có béo không nhé. Tốt mái hại trống em ạ, mà tốt trống thì hại mái. Để xem thằng kia nó có béo không nhé. Ngửi đi. Vẽ lười ăn mẹ ăn thằng. À đấy thì chị vào đấy. Ôi chị nằm ngoài đi. Bảo là không bao giờ ăn hoa quả. Không chỉ ăn cơm và ăn cơm. Anh mày có khi vớ bẩn thằng ấy về, có khi mày mới hơi rồi đó anh ạ. Ê, có khi cháu về cháu béo vậy. Cứ tốt mãi mãi cháu mà tốt chút mãi mãi nhỉ. Em đi đều đúng. Em đi ra ngoài ai mà sao có quan ăn. Sao anh đi ra là anh ăn hết phần của chồng.
Anh sẽ bé như một con lợn. Lời nguyền đây anh ơi. Lời nguyền dính mãi với cuộc đời. Biết đâu được, chưa biết đâu được. Có những đứa, em ở bên Kinh Môn ấy, trước khi lấy chồng béo 49-50 cân, nhưng lấy xong bây giờ ăn mãi đẻ hai đứa con vẫn được 43-44 cân. Đấy em 49-50 cân đấy chị. Tùy ấy. Chưa xem sợ hai thằng biết hai thằng mình mỗi gì tiêm em tiêm dịch vụ ấy chị nói gì cho ăn gì không, một cái nửa nắm nãy đi cho ăn gì cho đi trong có cái gì bỏ ra chưa mỗi thằng một tí. Đơn hàng thì có khi phải bê đi như trò nó đến mới chắc biết tên. Bây giờ nó không cho số điện thoại rồi. Bụng. Bụng cái hệ. Mất rồi chị Yên ạ. Mày xử lý chị mẹ. Đang quay. Đúng như thế. Tắm lần sau rồi. Bịt cho chị vào mắt. Tại vì rất cho chói nó ngứa. Bị mỗi bên này à? Ừ, bị mỗi bên này nên bên kia thì không bị. Biết, hỏi pin ở chỗ Long Triều. Ừ đấy. Em đứng đây em. Không gọi người cái tìm số nhà đến. Nhà đến số. Trời ơi, mới bị rơi bị đấy. Ừ. Thank you.
để mặt như kia vậy. Sắp rồi. Đồng chiều. Chị khoảng tầm 3 phút rồi. Cái video này là hơi mất nhiều đèn. Đấy đấy, đang ra được rồi. Có chứ, tí luôn. Không cần em đi. Đứng. Chị hơi bị đáng yêu ấy, Yên ạ. Đáng yêu quá trời. Thôi cái đấy là phải nghiêm túc đấy. Quá bụng. Quay video chắc nó quay cả một ngày luôn. Ăn cơm nhé.
cơm này ăn. Ăn nhiều quá. Ơi. Chị làm thẩm mỹ. Chị và anh Sơn. Bạn. Em chị. Em này. Em đầy đủ em gì nhỉ? Hả? Xuân này. Chân xinh. Không biết lên nên được không? Sướng luôn. Không xuống mấy.